Xin chào kênh Nhật Tiến 39, rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình đi về quê Cần Thơ nè các bạn. Mình có một chuyến đi về Cần Thơ, mình ăn đám giỗ của người chị vợ có chồng ở dưới Cần Thơ nè các bạn. Đây là cái bến xe miền Tây nè các bạn, mình đang đi xe giường nằm của hãng xe Ba Châu nè các bạn. Đây là về tới nơi nè các bạn, đây là quê Cần Thơ, huyện Ô Môn nè các bạn. Đây là nhà của anh chị vợ của mình nè các bạn, kinh doanh đại lý bia nước ngọt Thành Danh nè các bạn. Và bây giờ mời các bạn và các anh chị xem cái cảnh ăn đám giỗ ở quê Cần Thơ, huyện Ô Môn như thế nào các bạn. Còn bây giờ mời các bạn xem nha các bạn. Ăn đám giỗ miền Tây nè các bạn, các anh chị. Bây giờ đang lặt rau không? Bông bí ở đây bán nhiều tí. Không biết nó luôn mua này chung hết chứ trả tiền chứ đâu có hỏi. Cái này chắc cỡ 50. Đây bông bí nè. Bông bí rau muống, rau nhút. Chào chị Sáu, chị Sáu chào em cái chị Sáu. Dạ, chào đây là chị Sáu. Cộng này kêu con gì? Ngồng tổng. Ngồng hả? Ngồng. Trời ơi, này giống con rắn mà trời. Nhìn giống cái con sen xúc cái đầu. Cái đầu giống rắn. Này có quế đúng không? Đâu rồi chị, ngồi kế cái coi. Đâu, ngồi kế cái coi. Mở kế vậy. Đâu, anh ngồi kế cái anh. Cười anh đây là bà xã tôi. Trời ơi. Thôi rồi à. Trời nắng vô hết hồn hết. Sao vậy? Vô luôn người nhịn tướng luôn hết hồn trời. Bới cái đầu nữa con đừng sang trời trời. Hay ha, nhìn hay thiệt. Bới chụp hình nó chợ sao nhìn giống chính chữ vậy. Vậy là Út chứ là cô vô bên trong á, nói giống nấm rơm à? Này hả? Ở kia kìa. Ừ. Nấm bồng ngư. Bồng ngư hả? Này nấm kim chi, ít kim châm. Ừ.
chưa? Cơm hả? Cơm chén chưa? Cơm. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tao tận gánh con. Cho con gánh mẹ đầu nón, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng cắn, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cỏ lặng lội sớm mai phải gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sau. Mẹ ơi sóng biển dạt dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bão la. Cho con gánh lại mẹ già, để sao người gánh chính là con. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tao tận gánh con. Cho con gánh mẹ đầu nón, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng cắn, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cỏ lặng lội sớm mai phải gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sau. Mẹ ơi sóng biển dạt dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng
nơi đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sao người gánh chính là con. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặng lời sớm mai phai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sau. Mẹ ơi sông biển dạt dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông yêu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sao người gánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sao người gánh chính là con. Nhân làm năm dỗ nhà vậy nè, bây giờ ra bún không có đũa, không có muỗng luôn, chết ngoài lên nè, trời đũa muỗng nó không tiêu rồi, bây giờ đồ cứu đũa muỗng không chọn ra, có cho mọi người vậy đó. Ông nội đó là ông khát nước, ông gót ông đi đầy đi. Trời ơi, để hai ba tuần. Gót nửa cái rồi, gót cái nữa. Dạ, còn có nữa không? Rồi cái cà đi thì dễ. Cà đi thôi, trời. Trời ơi, cũng không phải dễ kiếm luôn hay là ca. Rồi. Nha, mua ở sở bác sĩ, mua nha. Nha, chiếu của trà nha, nha kia đó là ca. Chẳng thơm, ta là ai? Nó không có đèn kia, là không? Nó dàn thơm á. Thơm. Nha, mua ở Sài Gòn á, chứ phải mua ở đây, nó nghe không hay. Có sẵn mà. Khá ông bà thôi, mày người ta không có khá mày đâu nghe. Thằng ơi ra đút nhanh sao thằng ơi. Mấy người nào ốm chứ anh trời. Quý nó còn ốm hơn tôi vậy đó. Quý ốm chót cũng ốm. Trời ơi. Thế là mặt ốm chót. Như không lên một cái lô nào chứ như y gan vậy. Thường ốm thế nè, thường ốm là đẹp nha. Thường ốm là gì đẹp đó thường. Người đẹp phải Cần Thơ là các anh chị và các bạn. Xin chào các anh. Cái này con làm ăn tở không? Mở tiệm rồi hả? Dạ. Mở tiệm luôn, hai chồng làm luôn. Dạ, hai chồng làm. Hai ông ra đi. Cho nó khỏe, đúng không? À, lấy chụp hình thẻ không? Lên ai rồi sống được. Thì mình để những cái bản chụp thẻ thêm chút xíu. Út ơi. Trời ơi, ngồi kép bà chủ quá. Hai dì cháu hả? Cô. Ở hai cô cháu quá. Chút cốt Út lên thì đẹp đẹp coi. Đi đâu? Đi đâu rồi? Đây là người đẹp quận 8, đây người đẹp Cần Thơ. Cái gì nè, đi đúng đi cho sáu chị bảy. Ăn màu vô mà không biết ăn cơm. Nè. Nè con giỏi rồi Mỹ Hương. Vô cái chị hai ra cho ngoại đi nè. Thì thịt nè, cái này là thịt. Không có thịt giờ ăn gì. Đúng bên này không lấy muỗng luôn rồi. Bữa hổm mà hôm đó cúng cái nhà gì không lấy muỗng không lấy đũa. Bóc đi. Còn chị hiểu áo nha. Nó cảm thấy nó chỗ bên khung. Vô bên nhà. Không đổ muỗng gì hết. Mới vừa hồi nãy ta mới nói nè. Cái này được hả? Cái này được hả? Chắc được rồi mới nè. Bữa nay là cũng. Chưa đâu. Không có thể chết nào. Lưu vui tổng với ông còn nha.
lên. Bớt lửa lại. Bớt đi. Lung quá à, để có màu đâu. Mẹ đi lại lại nằm. Không mà. Lại nằm chẳng cái màu lấy qua đây. Trong nhà rồi. Đó còn mà thôi được. Khác biết.
Anh ra đây uống ly nè anh. Chuyện quá trời đã biết rồi. Lên giống hả? À, lên ăn nước mắm rồi. Lên giống hả? Lên giống. Nghe lên giống quá. Thôi tới đây mình tạm dừng ở đây nha các bạn và các anh chị. Các bạn nào xem và thấy hay nhớ ủng hộ đăng ký like cho mình một like nha các bạn anh chị. Còn bây giờ mình chúc các bạn và các anh chị có một ngày mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe và an lành. Còn bây giờ mình tạm biệt và bye bye các bạn và các anh chị.